Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, hàng năm có khoảng 5-10% người lớn bị nhiễm cúm. Trong đó, có khoảng 3-5 triệu trường hợp diễn biến nặng và khoảng 650.000 người tử vong. Đặc biệt, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh cúm có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng như viêm phổi, co giật, đau tim và thậm chí đột quỵ gây nguy hiểm đến tính mạng. Vậy, bệnh cúm có nguyên nhân và triệu chứng như thế nào? Khi chúng ta nói về cúm thì đó là một tác nhân siêu vi. Và cúm thì chúng ta sẽ cần phân biệt ở đây nó có hai dạng, đó là cúm đại dịch và thứ hai là cúm mùa. Và cái cúm mà chúng ta vẫn thường xuyên bàn với nhau hàng ngày mỗi ngày thì thường nó liên quan tới cúm mùa nhiều hơn. Tại Việt Nam mình thì cái khu vực phía Bắc á, thì khoảng từ tháng 10, 11, 12, tháng 1, những cái tháng mùa lạnh như vậy với cái độ ẩm nó hơi cao một chút á, thì đó chính là cái môi trường cho cái virus cúm này nó có thể tồn tại khá là lâu ở trong cái môi trường bên ngoài. Tuy nhiên thì ở những cái vùng mà chúng ta thấy rằng nóng quanh năm, chẳng hạn như là khu phía Nam chúng ta, thì cái cúm của chúng ta gặp hầu như là quanh năm, chúng ta sẽ cần phòng vệ cúm ở bất kỳ thời điểm nào ở trong năm. Sau nhiễm cúm, người cao tuổi có thể tăng gấp 8 lần nguy cơ đột quỵ, gấp 10 lần nguy cơ nhồi máu cơ tim. Ngoài ra, những đối tượng có các bệnh lý mãn tính như hen, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bệnh tim mạch, tiểu đường sẽ có nguy cơ tử vong cao gấp 20 lần khi mắc bệnh cúm. Do đó, tiêm vaccine cúm là hàng rào bảo vệ sức khỏe trước các nguy cơ mắc bệnh cúm. Vaccine cúm thì chúng ta phải tiêm nhắc lại hàng năm do những cái thay đổi và những cái cấu trúc, những cái con virus mới. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải tiêm nhắc. Tôi rất là mong là các anh chị hãy tiêm phòng sớm nhất và đầy đủ nhất để chúng ta có thể tránh được những cái gánh nặng bệnh tật. Tự hào là hệ thống trung tâm tiêm chủng an toàn, chất lượng, dịch vụ cao cấp và chi phí hợp lý hàng đầu Việt Nam. Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC đồng thời là hệ thống tiêm chủng lớn nhất Việt Nam, với hơn 150 trung tâm hiện đại, khang trang trải rộng khắp cả nước, cung cấp đầy đủ các loại vaccine phòng bệnh truyền nhiễm, bảo vệ sức khỏe cho hàng chục triệu trẻ em và người lớn. Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC có danh mục vaccine đầy đủ, phong phú cho trẻ em và người lớn với chất lượng tốt nhất, kể cả vaccine mới, vaccine khan hiếm. Trong đó có các loại vaccine phòng cúm như Influvac Tetra của Hà Lan, Vaxibrip Tetra của Pháp, Cisiflu của Hàn Quốc và Influflu S của Việt Nam, giúp bảo vệ sức khỏe hiệu quả trước sự tấn công của virus cúm, giúp giảm nguy cơ nhập viện và tỷ lệ tử vong do cúm. Đặc biệt, VNVC là đơn vị duy nhất đầu tư lớn vào dây chuyền lạnh bảo quản vaccine đạt chuẩn quốc tế GSP, khép kín từ kho bảo quản, xe lạnh chuyển chở cho đến tủ vaccine chuyên dụng ngay tại phòng tiêm, có thể bảo quản cùng lúc hơn 200 triệu liều vaccine trong điều kiện tối ưu, đảm bảo nguồn cung tất cả các loại vaccine an toàn, chất lượng cao. 100% đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng đều có chứng chỉ an toàn tiêm chủng, liên tục được đào tạo, cập nhật kiến thức, kỹ năng xử trí phản ứng sau tiêm. Các điều dưỡng được đào tạo kỹ năng tiêm đúng, tiêm không đau, luôn hiểu rõ tâm lý và tận tình với khách hàng. Với không gian sang trọng, đẳng cấp, dịch vụ cao cấp, đội ngũ nhân viên y tế chuyên môn cao, hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC ngày càng khẳng định thương hiệu vàng, được hàng triệu gia đình Việt lựa chọn là bạn đồng hành tin cậy trong hành trình bảo vệ và chăm sóc sức khỏe lâu dài.